Hôm nay là lần đầu tiên mình mới gặp một vị khách hàng mà có cái tư duy giống như anh này. Một trong những cái tư duy rất là best, cần được nhân rộng anh em. Trước mặt anh em đây là con CB300R. Thì con này là đã được đi khoảng tầm 15.370 cây. Và ảnh hiện tại là công việc của anh rất bận, nên là anh không tiếp tục đam mê nữa. Và cái con xe này đã được bỏ trong kho loanh quanh nó khoảng tầm 2 năm trời. Và những cái thứ mà đang cần phải thay thế thì anh sẽ bắt buộc phải làm trước khi đến tay với chủ mới. Hiện tại con xe này anh chưa có đăng bán, và anh muốn bảo dưỡng chi tiết hết mọi thứ tổng thể, từ phần bánh, phần nhôm sinh dĩa cho tới kim phun, buồng đốt, thùng xăng, cụm côn, cụm thắng, bạc đạn, chén cổ. Nói chung là anh sẽ check, anh kiểm tra, anh bảo dưỡng những thứ cần thiết đến tay người tiêu dùng như thế nào chuẩn chỉ nhất, giống như cái tiêu chí khi mà ảnh mua xe, ảnh muốn mua được một con xe đẹp, và bây giờ ảnh muốn bán cho người khác thì người khác cũng phải nhận được cái thành phẩm giống như hồi xưa ảnh kiếm vậy. Sau khi đội detailing kỳ 7x7 49 ngày thì cuối cùng đã đưa dàn sườn em nó từ dây điện cao su rồi về cái hiện trạng zin như lúc đầu các bạn. Kim phun buồng đốt cũng đã vệ sinh xong xuôi hết rồi. Xe này đi được 15.000 cây anh em. Còn mấy cái nhôm này thì nó sẽ không về được cái hiện trạng như ban đầu nha. Một thời gian là tự động là nó sẽ bị ố đen dần theo năm tháng các bạn. Bách bô đã quấn bóng luôn rồi. Rồi, giờ chuẩn bị ráp dàn áo vô thôi. Cuối cùng thì cũng đã phục hồi nhân phẩm cho con CB300 xong rồi các bạn. Con này là con CB300R. Thì nhiều khi nói, nhiều khi anh em không tin. Đây là chắc là một trong những vị khách hàng đầu tiên mà trước khi bán xe người ta dọn lại những cái thứ cần thiết chuẩn chỉ nhất cho anh em, để anh em đem về anh em sử dụng. Trước clip mấy bạn cũng thấy là cái xe lúc mình mới đem về ha. Thứ nhất là nó dơ, thứ hai là cái vỏ nó tả, nó muốn phù rồi. Trước sau. Thứ ba là nhôm sinh dĩa nó xét. Và cái thứ tư á là cái phần lốc nồi ở bên kia là nó đã bị bung ten. Nguyên do là cái con xe này ảnh bỏ phế trong chung cư loanh quanh nó đâu đó khoảng tầm là hơn 2 năm rồi các bạn. Mà con xe nó mới đi được khoảng tầm 14-15.000 cây thôi. Đây. Xe này total hình như đang đi được là 15.658 cây tổng cộng. Mình không biết là xe này đời bao nhiêu, nhưng mà về ngoại hình dàn áo thì nó cho xước khúc này. Với lại dàn áo hiện tại đang dán keo ha. Chỉ có cái phần lốc nồi bên đây thì nó vẫn còn nguyên. Còn ở phần lốc nồi bên đây là mình sơn lại nè các bạn. Lốc nồi bên đây là mình sơn lại, là do là ảnh để trong tầng hầm chung cư một thời gian nó quá lâu rồi. Nên là cái phần ngay khúc này nè, nó bị nổ sơn á, nó dập lên phù cục, bắt buộc mình tháo ra, mình phải tẩy về cái nhôm zin, mình sơn lại. Cái này là một, cái chụp ở chỗ bơm nước là hai, với lại cái nắp này là ba. Và nhấc máy với lại nước mát là mình đã thay mới lại hết. Vệ sinh hết từ trong ra ngoài, bao gồm là phần bát phun, bao gồm là phần bô e, bao phần gồm là phần lọc gió. Rồi họng xăng, bùng đốt là đã vệ sinh lại hết từ trong ra ngoài. Thùng xăng thì cũng đã xúc luôn. Chỉ có mình có báo trước khi mình lấy xe về, mình cũng báo cho cô em là đối với những con xe mình dựng nó quá lâu, mình phải chạy, mình test một thời gian. Có nghĩa là mình chạy ít nhất cũng phải là 5-10 cây số. Mình phải nhúng mạnh tí xíu, mình mới biết được là cái phốt phuộc trước sau nó có xì hay không. Thì mình chạy mình test ok hết rồi, là phuộc sau nó không xì và phuộc dưới nó cũng không xì, là mình không cần phải tháo ra bảo dưỡng với lại mình thay phốt. Thì tự vì cái quá trình thay phốt của phuộc trước phuộc sau nó cũng rất là mắc tiền anh em. Như cái phuộc trước upside down thì nó tốn cũng khá tiền. Nên là đâm ra hiện tại bây giờ giá xe bây giờ đối với một con CB300 nó không có cao, mà chủ xe nó bỏ ra kinh phí loanh quanh đâu đó nó khoảng tầm mười mấy triệu để phục hồi bảo dưỡng lại hết cho anh em, để khi mà về tới tay chủ mới, người ta cầm một con xe người ta tự tin người ta chạy. Thì anh chủ xe anh cũng chia sẻ là
mình đi mua xe, mình cũng muốn mua được một con xe đẹp. Và khi mình bán xe, mình cũng muốn đưa tới tay khách hàng một cái con xe mà người ta ưng ý nhất, người ta không bị tâm lý về những cái mặt ABCD. Thì cái con này về hiện trạng máy móc là nó vẫn im thinh thích, không có vấn đề gì. Đối với những con CB mà đã nói CB mà đã dòng 300 nữa, thì cái tua máy nó rất thấp và cái độ bào mòn nó không đáng kể anh em. Thì cái con này mình đã thay lại cặp vỏ. Cặp vỏ mình đang sử dụng là cặp vỏ Rosso Sport. Trước là 110, 70, 17 và sau là 150, 70, 17, 60, 17. Và cặp vỏ là cặp vỏ new ha. Thì cặp vỏ này không thì nó cũng tốn cũng khoảng tầm vài triệu của chủ xe rồi. Và cái thứ nhất. Cái thứ hai, về cái phần detailing chi tiết trong ngoài hết thì nó cũng rơi vào tốn cho chủ xe cũng khoảng tầm triệu mấy rồi. Là hai là rơi vào khoảng tầm cho 5 triệu mấy, 6 triệu. Và cái thứ ba, cái phần nhông sinh dĩa. Đây. Nhông sinh dĩa thì mình đang sử dụng là nhông sinh dĩa RK. Nhông là nhông thép, dĩa cũng dĩa thép. Và sơn là xài sơn 520 của RK luôn. Full set của RK thì các bạn cũng biết thì nó giá trị nó cũng rơi vào full set nó cũng khoảng tầm 4 triệu mấy, 5 triệu rồi. Cho full set nhông sinh dĩa của RK mấy bạn. Và cái này bao anh em đi là chuẩn chỉ ở mặt trời. Rồi detailing trong ngoài đầu hết thì lanh quanh nó khoảng tầm vệ sinh họng nạp đầu nội thứ thì nó cũng rơi vào đâu đó khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu mấy. Rồi mấy phần này đúng ra là nếu mà muốn chuẩn chỉ nữa mình phải dặm lại hết phần cánh gà với lại tháo hết mấy phần thùng xăng lột keo ra mình quýnh bóng. Nhưng mà anh chủ xe anh kêu thôi cứ để vậy cho nó cũ theo năm tháng. Nhiều khi mấy anh em có nhiều người ta không thích dặm, người ta không thích zin, nhưng mà chẳng qua là mình bán cái con xe mà mình thấy nó dơ quá, đâm ra là mình cũng áy náy thì mới bỏ tiền ra để mình dọn cho nó sạch sẽ lại, thay những cái thứ cần thiết chuẩn chỉ nhất để khi mà bán cho người mới, người ta về người ta có đi check hoặc là người ta có chạy có vấn đề gì mình cũng không có bị áy náy. Thì đây là một trong những mà vị khách hàng người ta rất là biết chơi anh em, thiệt luôn. Nếu mà như bản thân mình là chủ xe này, thực tế mà nói không còn đam mê nữa thì miễn là cái hiện trạng máy móc là còn nguyên zin không vấn đề gì thì mình sẽ bán rẻ lại cho lái hoặc là bán rẻ lại cho người chơi luôn. Thì từ nếu mà bây giờ cái xe anh vậy hiện trạng nó vậy em mua vậy được giá nhiêu thì nó vẫn rẻ tiền, nó vẫn là ok hơn là mình bỏ tiền ra mình dọn lại rồi vệ sinh từ cái phần bạc đạn bánh trước bánh sau, từ cái phần bạc đạn chén cổ trên dưới là anh làm hết từ anh Z. Miễn sao mà những cái phần về công năng, những cái phần về kiệu năng, những cái phần về hiệu suất động cơ, mọi thứ khi mà khách hàng mua cái xe này là người ta sẽ không còn gì ấy nấy về cái lương tâm nữa hết. Thì con xe này thì như máy móc hiện tại là chuẩn chỉ hết. Nhớt mình đã thay nhớt mới Maxima, còn nước mát mình đã thay nước mát mới là Louis Moly. Rồi vệ sinh hết trong ngoài từ A đến Z rồi. Còn cái con xe là 15.000 km thì bắt buộc là nó phải có cũ, nó có mờ theo năm tháng. Do ác một cái nữa là ảnh để trong cái tầng hầm chung cư, ảnh để đâu đó cũng khoảng tầm hơn 2 năm mấy bạn. Hơn 2 năm cho một cái con xe. Thì thực tế tôi nói một cái con xe mà các bạn đi thường xuyên chăm kỹ nó không có bị vấn đề gì. Nhưng mà một con xe các bạn bỏ phế vài năm trời luôn, bắt buộc nó sẽ có oxy hóa, nó sẽ có những cái thứ mà nó sẽ hao mòn theo năm tháng, nó phá đồ cực kỳ ghê. Nên là mấy anh em nào mà có cái ý định mà bỏ xe không thì tốt nhất ví dụ mình gán chích ga một tuần, đâu đó một ngày mình chạy cho nhớt nhau nó bơm lên đầu bò hoặc là mọi thứ nhông sinh dĩa rồi nó hoạt động, nó không có bị hư đồ nữa. Chứ còn mà để mà lâu quá mà ở lần như cái con xe này là cái dòng tầm tiền nó thấp nên là mấy anh em không thấy nó tốn tiền. Chứ nếu mà chủ xe ảnh mà có để trong nhà chùm mền rồi mọi thứ thì mình nghĩ nó sẽ không có tốn tiền đến nỗi đó. Chủ yếu là tốn tiền, là tốn tiền cái gì? Tốn tiền là thay cặp vỏ, thì cặp vỏ lúc mà ảnh đưa lại là cặp vỏ nó bị phù với lại nó đã quá mòn rồi. Với lại cái thứ hai là tốn tiền rửa xe rồi nọ chứ không có tốn tiền điều lên trong ngoài nữa. Tại vì cái lúc mà xe mình nhận về mấy bạn thấy không, lúc đầu clip á là cái xe nó lên bằng nhện từ trong ra ngoài rồi nó rất là dơ lên nè. Cái này để không phải để trong chừng hầm nữa mà để ở ngoài khu chung cư á, có những cái khu chung cư chỉ có những cái mái che thôi chứ không có được vô hầm đồ bình thường.
nên là tùy theo, nhưng mà người ta dọn hết từ trong ra ngoài cho anh em như vậy là coi như là người ta cũng rất có tâm rồi các bạn. Máy móc đồ mọi thứ là đã chuẩn chỉ, vì cái này rất thích hợp cho anh em chơi. Giờ CB300 thì lên quanh đâu đó giờ nó còn có vài chục triệu thôi, nên là mà trong đó là chủ xe đã bỏ ra hết mười mấy triệu tiền bảo dưỡng, thay nhông sinh dĩa, thay nhớt, rồi thay nước mát, rồi vệ sinh hết họng nạp, rồi thay vỏ, là coi như là quá tuyệt vời anh em. Thì cái form con này mình ngồi lanh quanh đâu đó khoảng tầm 1m65 là mình nhón chân ok. Còn bạn hỏi mà nó có chạy mạnh hay không ha, thì thực tế mà nói những cái dòng mà nách mà 300 của Honda cũng vậy, thì chắc cú 100% là nó sẽ không mạnh rồi. Nếu mà so giữa MT 25 hoặc là MT 3 so với lại thằng 300R này thì Yamaha nó vẫn có cái gì đó nó mạnh mẽ hơn em. MT03 thì nó vẫn mạnh hơn, mình cảm giác cái ga đầu đầu mọi thứ nó vẫn bốc hơn, nó cho anh em cảm xúc hơn là thằng CB300R. Con này thì cái form nó cảm giác nó hơi nhỏ nhắn xinh xắn, mình cảm giác nó giống như là con 150 á, nhưng mà con này là phục upside down. Giờ chuẩn bị đi giao xe cho anh chủ xe, nhà anh đâu ở bên Gò Vấp á. Thì mấy anh em nào mà có nhu cầu mua hay gì cứ liên hệ thử với mình, thì ảnh nói là ảnh về ảnh sẽ đăng bán mấy bạn. Rồi các bạn nào có nhu cầu dọn xe hay sơn xe, các bạn cứ alo cho mình ha, 0903 678 978 gặp Mr. Ken. Bye bye, chào tạm biệt.